để chào đón một năm mới sắp đến. Chương trình Vòng Nhạc tháng 12 được thực hiện với chủ đề Chào 2013 cùng với sự tham gia của các ca sĩ Quang Dũng, Yến Trang, Hồ Trung Dũng, Minh Thành, Lưu Phước Thịnh, Vi Oanh, Bảo Thi và nhóm G-Store. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh HTV7 vào lúc 21 giờ ngày 31 tháng 12. Kính mời quý vị khán giả cùng đón xem. Mì Hào Hào phục vụ trên 2 tỷ bữa ăn ngon mỗi năm cho người Việt.